11 sân vận động có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á năm 2023. Chỉ bao gồm các sân vận động đã lắp đặt đầy đủ ghế ngồi. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được khởi công xây dựng vào năm 2002 tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, nay là phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Đây là công trình được xây dựng để trở thành trung tâm của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2003, trùng với ngày quốc khánh của Việt Nam. Với kinh phí xây dựng khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 53 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó. Sân Mỹ Đình có thiết kế 4 mặt khán đài, với khán đài phía đông và phía tây có mái che cong bao phủ cho một nửa số ghế dưới các khán đài này. Sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 40.192 chỗ ngồi. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn, ngoài khu vực VIP, ghế trên khán đài có màu xanh dương đồng bộ. Mặt sân cỏ có kích thước 105 x 68 m. Sử dụng cỏ Bermuda có tuổi đời từ năm 2012. Bao quanh là đường chạy điền kinh 8 làn đạt tiêu chuẩn của IAAF. Kể từ ngày khánh thành, sân Mỹ Đình cũng đã trải qua một vài lần cải tạo, trong đó lần gần nhất là vào đầu năm 2022 để tổ chức SEA Games 31. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động lớn nhất của Việt Nam. Sân vận động chính Leo được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009 trên khu đất rộng 66,4 ha tại thành phố Pekanbaru của tỉnh Leo, Indonesia. Với diện tích xây dựng là 7,4 ha, nó chính thức được khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2012. Với tổng kinh phí xây dựng lên tới 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này được xây dựng để trở thành địa điểm chính của tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2012. Đây là một trong những sân bóng có thiết kế đẹp tại Indonesia. Trong đó, thiết kế cấu trúc mái và mặt tiền khiến sân vận động giống như một con tàu vũ trụ với các dầm lớn dốc dọc theo khu vực khán giả, gần như bao phủ toàn bộ khán đài phía dưới. Khán đài sân vận động chính Liao có thiết kế hai tầng đều nhau ở cả bốn mặt. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 40.700 khán giả cho sân vận động này. Mặt sân sử dụng cỏ lá gừng, đến thời điểm hiện tại chất lượng mặt sân này là rất thấp. Kể từ sau khi tổ chức PON 2012, việc khai thác kém hiệu quả dẫn đến sân vận động gần như bị bỏ hoang phần lớn thời gian từ đó đến nay khiến cơ sở vật chất tại đây bị xuống cấp trầm trọng. Tọa lạc tại làng Harapan, quận Đông Sentani, Jayapura Regency, tỉnh Papua. Sân vận động Lukas Nmb được xây dựng để phục vụ tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 20 năm 2021. PON 2021 là sự kiện thể thao cấp quốc gia đầu tiên diễn ra ở tỉnh Papua. Lễ khai mạc, bế mạc PON 2021 đều được tổ chức tại đây. Công trình được khởi công vào cuối năm 2016 và hoàn thành xây dựng vào tháng 6 năm 2019 với tên gọi ban đầu là Papua Bangkit. Sân chính thức được khánh thành vào ngày 23 tháng 10 năm 2020. Chi phí xây dựng sân vận động Lukas Nmb là 1,3 nghìn tỷ rupiah đến từ quỹ tự trị đặc biệt và ngân sách quốc gia của Indonesia dành cho tỉnh Papua. Kể từ thời điểm khánh thành, sân vận động Papua Bangkit chính thức đổi tên thành Lukas Nmb. Cái tên này được lấy từ tên của thống đốc đương nhiệm của Papua, người được cho là đã đưa Papua trở thành chủ nhà của tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 20. Sân vận động Lukas Nmb có sức chứa hơn 40.000 khán giả. Tất cả cơ sở vật chất của sân vận động đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nên có thể sử dụng cho các hoạt động thể thao đẳng cấp Olympic. Loại cỏ được sử dụng tại sân vận động là cỏ Zoysia Marcella. Đường chạy điền kinh tổng hợp tại sân vận động Lukas Nmb cũng được chứng nhận hạng nhất theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF. Về hệ thống chiếu sáng, sân vận động này sử dụng công nghệ DMX LED của Philips có thể theo nhịp nhạc với công suất 1.800 lux. Không những vậy, bảng tỷ số kỹ thuật số lắp đặt ở hai bên khán đài cũng được nhập khẩu từ châu Âu. Tương tự với 88 thiết bị hệ thống âm thanh cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Nhìn chung, công nghệ trong sân vận động Lukas Nmb thực sự rất hiện đại. Ngoài việc được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, bên ngoài sân vận động còn được bao quanh bởi các họa tiết trang trí mặt tiền bằng thép cong, làm nổi bật các hình chạm khắc đặc trưng của người Papua, tạo thêm điểm nhấn cho sân vận động tráng lệ này. Vị trí của sân vận động rất chiến lược vì nó nằm trên trục đường chính nối Jayapura Regency và thành phố Jayapura. Việc tiếp cận sân vận động cũng dễ dàng, vì nó nằm cách sân bay quốc tế Sentani chỉ khoảng 8,9 km.
nó cũng là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mắt tại Indonesia, với núi non trùng điệp bao quanh. Người dân Papua rất tự hào về sự hiện diện của sân vận động Lukas NMB. Nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh Papua. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, trên khu đất rộng 100 hectare tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp. Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 2005 tại huyện Kuala Nerus, bang Terengganu của Malaysia. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2008. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 270 triệu ringgit Malaysia. Tên của sân vận động này được đặt theo tên của quốc vương hiện tại của bang Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Thiết kế ban đầu của sân vận động này có mái che ở khán đài phía Tây và phía Đông. Tuy nhiên, vào các năm 2009 và 2013, lần lượt cả hai mái che này đều bị sập. Nguyên nhân chính được xác định là do lỗi thiết kế và vật liệu không phù hợp. Dù sau đó, chủ sở hữu có ý định xây dựng lại mái che cho sân vận động theo một thiết kế mới, nhưng cuối cùng điều này đã không xảy ra. Đến tháng 10 năm 2014, sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin được sửa chữa với kinh phí 26 triệu ringgit Malaysia. Vào tháng 2 năm 2020, đường chạy bị hư hỏng do sập mái che đã được thay thế bằng cỏ nhân tạo, tương tự như sân vận động Larkin ở Johor, biến sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin thành sân bóng chỉ dành riêng cho bóng đá. Mặt sân Sultan Mizan Zainal Abidin sử dụng cỏ Bermuda, được thi công với kinh phí 1 triệu ringgit Malaysia vào năm 2019. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Terengganu. Sân vận động quốc gia Rajamangala được coi là địa điểm nổi tiếng nhất của khu liên hợp thể thao Hoa Mak. Được thiết kế bởi khoa kiến trúc của Đại học Chulalongkorn, sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 1988 và chính thức khánh thành vào ngày 6 tháng 12 năm 1998. Với tổng kinh phí xây dựng khoảng 630 triệu baht. Đây là địa điểm chính của Á vận hội lần thứ 13. Vật liệu chính được sử dụng để xây dựng là bê tông đen đến cho sân vận động Rajamangala vẻ bề ngoài rất ấn tượng và hoành tráng. Chỉ có khán đài phía tây của sân vận động được trang bị mái che. Khán đài tăng gấp đôi chiều cao bắt đầu từ điểm thấp nhất phía sau khung thành. Chiều cao đáng kể cho phép người ta chiêm ngưỡng địa điểm này từ xa, mặc dù nhìn gần hơn có thể hơi thất vọng. Ở thời điểm mới khánh thành, sức chứa của sân vận động này lên tới 80.000 khán giả. Trải qua vài lần cải tạo, sức chứa của Rajamangala giảm xuống 51.522 chỗ ngồi. Với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. Khai trương vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, sân vận động quốc gia Singapore được xây dựng trên địa điểm của sân vận động quốc gia cũ, đã đóng cửa vào năm 2007 và bị phá bỏ vào năm 2010. Sân bóng 55.000 chỗ ngồi này chính là trung tâm của Singapore Sport Hub. Sân vận động có mái vòm bằng thép rộng 75.000m² và cao 83m. Là một trong những cấu trúc mái vòm lớn nhất thế giới, mái che này có thể thu vào và có cấu hình dành cho bóng đá, bóng bầu dục, điền kinh và quick kick.
Sân vận động này đóng vai trò là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore, là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 và nhiều giải đấu thể thao quốc tế khác. Được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 9 năm 2010 và chính thức hoàn thành sau khoảng 4 năm thi công. Do khí hậu nhiệt đới của Singapore, mái của sân vận động được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời nhằm cách nhiệt bên trong. Trong khi luồng không khí tự nhiên được sử dụng để làm mát các khu vực dành cho khán giả với mức sử dụng ít năng lượng hơn so với một địa điểm có quy mô tương đương. Sân vận động quốc gia Molodov Teco là địa điểm chính của khu liên hợp thể thao này. Lễ khởi công sân vận động được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Chính phủ Trung Quốc đã tài trợ 1,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 160 triệu đô la Mỹ để xây dựng sân vận động này. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 18 tháng 12 năm 2021. Cấu trúc của sân vận động quốc gia Molodov Teco được thiết kế giống với một chiếc thuyền buồm. Nó là biểu tượng của mối quan hệ Cambodia ở Trung Quốc, với hai cấu trúc, mũi cao 99 mét được thiết kế để liên tưởng đến cử chỉ Sampier của người Khmer. Sân được bao quanh bởi một con hào theo phong cách Angkor, và bên ngoài sân vận động có họa tiết được vẽ theo mô típ dựa trên hoa Ramdun, quốc hoa của Cambodia. Với sức chứa 60.000 khán giả, sân vận động này trở thành sân bóng lớn nhất Cambodia hiện tại. Sân vận động chính Gelora Bung Karno chính là trái tim của khu liên hợp thể thao này. Kinh phí xây dựng sân vận động được tài trợ một phần từ Liên bang Xô Viết. Hoàn thành ngày 12 tháng 7 năm 1962, đây từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, khi có thời điểm sức chứa của nó đạt đến 110.000 khán giả. Sức chứa của sân đã giảm xuống 2 lần sau khi cải tạo. Lần đầu tiên là xuống còn 88.306 chỗ ngồi vào năm 2006, và lần thứ hai là xuống còn 77.193 chỗ ngồi sau khi nó được cải tạo cho Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Sân vận động này nổi tiếng với mái che hình chiếc nhẫn, được gọi là Temu Gelang, nghĩa là chiếc nhẫn khổng lồ, được thiết kế để che phủ cho khán giả và tăng vẻ hùng vĩ của sân vận động. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Senayan, và chính thức mang tên sân vận động chính Gelora Bung Karno kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2001. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động quốc gia của Indonesia, và là một trong những sân vận động tốt nhất châu Á hiện nay. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái che của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái che có thể thu vào được làm bằng màng ITFE và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persia Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persia. Sân vận động quốc tế Jakarta có một đài quan sát ở bên dưới mái che. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Dù là sân bóng lớn nhất Indonesia hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trên sân vận động này. Trái tim của KL Sport City chính là sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Với sức chứa hơn 87.000 khán giả, nó hiện là sân vận động lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, nó được chính thức khánh thành cùng với KL Sport City bởi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào ngày 11 tháng 7 năm 1998 để tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 1998. Chi phí xây dựng sân vận động này là 1 tỷ ringgit. Cấu trúc màng được sử dụng cho mái che và hầu hết vật liệu được sử dụng là bê tông cốt thép. Thời điểm mới hoàn thành sân vận động Bukit Jalil có sức chứa lên đến 100.000 khán giả. Mặt tiền bao phủ bên ngoài sân vận động với các cửa chớp dọc xoắn cũng được chiếu sáng bằng đèn LED rất đẹp vào ban đêm.
trong khi toàn bộ ghế ngồi bên trong sân vận động được khảm ngẫu nhiên với bốn màu vàng trắng xám đen. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil đã trải qua một lần cải tạo vào giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. Đây là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia.